Tại Thừa Thiên Huế, tuần lễ Festival 2022 sẽ diễn ra từ ngày 25 đến 30 tháng 6 với chủ đề Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển. Và điểm nhấn là chương trình nghệ thuật khai màn ngày 25 tháng 6 tại Quảng trường Ngọ Môn. Đây là những nỗ lực của tỉnh đưa cuộc sống trở lại bình thường sau đại dịch, góp phần kích cầu du lịch. Theo lãnh đạo Sở Du lịch tỉnh, ước tính có khoảng 200.000 lượt du khách sẽ tham gia tuần lễ Festival Huế 2022. Còn tại Lào Cai, Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ban hành kế hoạch về việc tổ chức Festival Tinh Hoa Tây Bắc Hương Sắc Lào Cai năm 2022. Sự kiện diễn ra từ ngày 5 đến 8 tháng 8 tại Sapa. Qua đó, xúc tiến du lịch, kích cầu thị trường nội địa, bảo tồn giá trị văn hóa các dân tộc trong nhóm hợp tác 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng. Tại đây, du khách sẽ được thưởng thức những sản phẩm du lịch đặc trưng, những giai điệu khèn lá, khèn môi, những lời đối đáp, những trang phục độc đáo của người dân Tây Bắc.